Từ Hài Nhi bắt đầu nhập đạo chương 383, mượn một hơi thở của thiên địa. Cảm giác này, gần đây hắn vẫn luôn có nhưng vẫn cứ thiếu một chút sức lực để nắm mắt. giơ tay phủi tuyết, Lý Hạo bế con tiểu bạch hồ đang nép bên cạnh đầu gối, đứng dậy rời đi. Ngự không mà đi, trở về doanh trại. Nửa năm qua, số lượng nhà đã được xây dựng xung quanh doanh trại cũng tăng lên, cân nhắc đến trận đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào sau nửa năm nữa, Lý Hạo cũng không bỏ nhiều tâm sức vào việc xây dựng nhà ở cho cư dân, chỉ coi đó là một thú vui, hoặc là quá trình ngộ đạo tự nhiên. Hắn vẫn đích thân xuống bếp, nấu bữa trưa. Đợi đến giờ nghỉ ăn cơm, Lý Hạo lại khuyên Tống Thu Mặc để nàng trở về đàn cung, không cần ở lại đây cùng hắn. Yêu vương Vạn Sơn có thể chịu đựng nỗi đau mất con trong nửa năm, đủ thấy đó là một yêu vương có tâm tính vô cùng lão luyện và điềm tĩnh, nếu Tống Thu Mặc vẫn không rời đi, đối phương để chắc chắn có thể sẽ bỏ ra một cái giá lớn, mời những yêu vương khác đến, để kiềm chế tống thu mặt. Vì vậy, Lý Hạo cảm thấy nàng không cần ở lại đây để tiêu hao thời gian cùng mình. Trấn thủ thiên môn quan, Lý Hạo cảm thấy đó là việc riêng của mình, hắn không muốn kéo quá nhiều người vào. Tống thu mặt không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ăn cơm, đợi ăn xong, nàng ngẩng đầu nói với Lý Hạo, ngươi đã nói vậy, vậy hôm nay ta sẽ đi. Lý Hạo thở vào nhẹ nhõm, nói: "Ngươi trở về thay ta hỏi thăm cung chủ. Được." Tống Thu mặt gật đầu. Lần này nàng đồng ý rất dứt khoát. Đợi ăn xong, nàng thu dọn những món đồ trang sức nhỏ mà mình đã mua sắm ở đây trong những ngày này, đều là một số đồ vật nhỏ mua được khi đi mua vật tư ở các thành trì gần đó, có giải lụa, có lắc chuông, vân vân. Thu dọn hết đồ đạc, Tống Thu mặt liền từ biệt Lý Hạo. Không hối hận sao? Lý Hồng Trang cùng Lý Hạo tiễn nàng, đợi đến khi bóng dáng tống thu mặt hoàn toàn biến mất trên bầu trời, Lý Hồng Trang nhìn Lý Hạo hỏi. Hối hận, Lý Hạo nghi hoặc. Trong thâm tâm ngươi, chắc chắn vẫn mong nàng có thể ở lại chứ, Lý Hồng Trang nhẹ giọng nói. Lý Hạo bật cười, lắc đầu, ngươi đã nhầm rồi, ta thực sự rất vui vì nàng rời đi, ít nhất nàng không phải đối mặt với nguy hiểm. Thật sao, Lý Hồng Trang hơi kinh ngạc, nhìn chầm chầm Lý Hạo. Lý Hạo nói, nếu có thể, ta cũng hy vọng ngươi có thể rời đi, không cần ở lại đây chôn cùng, ta có thể thoát thân nhưng ngươi thì chưa chắc. Lý Hồng Trang hơi cau mày, nhìn chầm chầm Lý Hạo, nói, ngươi còn cách nào khác không, chỉ dựa vào một mình vị tiền bối kia, chỉ sợ không ngăn cản được đâu, trừ khi hắn là người như thúc thúc, đạt đến cảnh giới tuyệt học, có lẽ có thể trấn áp bằng một quyền. Tứ lập cảnh có bốn cấp độ phân chia, mỗi cấp độ trên lệch rất lớn, lý hồng trang không thể đoán được vị tiền bối kia là ở cấp độ nào chỉ có một cách cách gì đánh không lại thì chạy lý hạo cười cười trở về doanh trại lý hồng trang nhanh chóng đuổi theo nghiêm túc nói đến lúc này rồi còn có tâm trạng đùa giỡn hay là ngươi đi tìm tứ thúc trước đi nếu tiêu nhiên thúc thúc ra mặt thì những yêu ma tứ lập cảnh bình thường không phải là đối thủ ánh mắt lý hạo lóe lên lắc đầu Lúc trước khi ta rời khỏi Lý gia, chỉ một thân một mình, ngoài bộ quần áo sang trọng trên người thì không mang theo gì cả, ngay cả thanh kiếm danh tiếng Vĩnh Dạ cũng không lấy, chính là không muốn lấy bất cứ thứ gì của Lý gia nữa, cũng không muốn dựa vào bất kỳ mối quan hệ nào của Lý gia. Bây giờ không phải lúc để cố chấp, thấy Lý Hạo lắc đầu, Lý Hồng Trang vội vàng nói, trước đây chúng ta đã suy đoán, nếu Yêu Vương Vạn Sơn đến, rất có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với sự tấn công của ba Yêu Vương chỉ cần chúng đánh hai chọi một, kiềm chế vị tiền bối kia trong chốc lát thì một yêu vương còn lại có thể giết chết ngươi, ta hiểu." Lý Hạo bình tĩnh nhìn nàng, "Cho nên ta đã nói, nếu tình hình không ổn, ta sẽ chạy trước, còn ngươi, có lẽ sẽ trở thành gánh nặng, đến lúc đó ta không quản được, nếu ngươi không muốn chết thì tốt nhất cũng nên rời đi càng sớm càng tốt. Đợi đến khi ngươi nhận ra thì đã muộn rồi." Lý Hồng Trang vội vàng nói. Lý Hạo lắc đầu, không nói thêm với nàng nữa thấy lý hảo cứ mãi cố chấp lý hồng trang thở dài đành phải thu dọn hành lý của mình nói ta khuyên không được ngươi ta sẽ trở về thanh châu tìm phụ thân ngươi tìm nhị thúc tìm ngũ thúc họ đến khuyên ngươi hy vọng đến lúc đó yêu vương vạn sơn vẫn chưa kịp đến lý hảo có chút bất lực và cũng có không nói nên lời với vị cô cô này lắc đầu lười để ý lý hồng trang thu dọn hành lý xong cũng rời đi cơn thịnh nộ của yêu vương vạn sơn không ai có thể chịu được nàng ở lại đây giống như lý hạo đã nói chỉ là gánh nặng bên kia lòng lý hạc nóng như lửa đốt liên tục truyền tin về thanh châu nhưng như đá chìm đáy biển không có hồi âm hắn không biết công tước đang nghĩ gì nhưng mệnh lệnh của hắn là bảo vệ lý hạo không thể dễ dàng rời đi như lý hồng trang lúc này lý hạc đang suy nghĩ có nên đánh ngất lý hạo rồi cưỡng ép đưa hắn đi không nhưng qua trận chiến ở đại nhạc thành hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của vị tiểu thiếu gia đó, nếu yêu ma thực sự kéo đến, ai bảo vệ ai còn chưa biết. Đang lúc hắn cân nhắc có nên đánh lén hay không thì đột nhiên, trước mắt hắn tối sầm lại. Ngay sau đó, hắn ngã thẳng xuống tuyết, mặt đập xuống đất. Bóng dáng phong ba bình bước ra từ sau lưng Lý Hạc, tiện tay vỗ vỗ, nói với Lý Hạo, tên tiểu tử thứ xuất của Lý Gia này thật cứng đầu, giống như đám người kia của Lý Gia, chỉ có thể đưa hắn đi trước. Vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào để lén lúc đánh ngất Lý Hạo để ôm đi thì bây giờ Lý Hạc đã bị đánh ngất trước. Lý Hạo cười cười, giao Lý Hạc cho Nhậm Thiên Thiên, trong doanh trại này có khoái mã, hắn nói với Nhậm Thiên Thiên, ngươi đưa hắn rời khỏi Lương Châu, đi đâu cũng được, ừm, hay là đến Kỳ Châu đi, đợi ta ở thành Thương Vũ. Nhậm Thiên Thiên đầy vẻ lo lắng, nàng muốn khuyên can nhưng những ngày qua, nàng thấy Tống Thu Mặc và Lý Hồng Trang đã khuyên can nhiều lần nhưng đều vô dụng biết được lòng kiêu hãnh của thiếu niên này, hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Nàng chỉ có thể đáp ứng, nhìn chầm chầm Lý Hạo nói, thiếu gia, ta sẽ đợi người ở thành thương vũ, người nhất định phải sống sót trở về. Lý Hạo nhìn đôi mắt trong veo như nước hồ của thiếu nữ, cảm nhận được sự quan tâm không chút tạp chất trong đôi mắt đó, hắn mỉm cười, nói, yên tâm đi, ngươi theo ta học kiếm, ta còn chưa dạy ngươi kiếm thuật thực sự, sẽ không dễ dàng chết đi đâu, nhậm thiên thiên hơi cắn môi, không nói gì. Cho dù người không dạy ta kiếm thuật, ta cũng không muốn thấy người chết. Nàng nhìn Lý Hạo thật sâu, những lời này chỉ tự nói ở trong lòng, chứ không nói ra miệng. Lời chia tay không nhiều, Lý Hạo vỗ vào mông xích huyết mã, đưa thiếu nữ đi. Cũng chở theo thi thể của Lý Hạc trên lưng ngựa, cùng nhau rời đi Long Quang đạo. Long Quang đạo này đã được Lý Hạo dọn dẹp, thỉnh thoảng nửa năm sau vẫn có yêu ma đi qua nhưng đều bị giết chết tương đối an toàn tiểu gia hỏa nếu ta xảy ra chuyện ngươi cứ ở trong vùng hoang dã này tự tìm một hang động để tu luyện đi lý hạo cúi đầu nhìn con tiểu bạch hồ dùng hai chân nhỏ ôm chặt lấy hắn tiểu bạch hồ ngẩng đầu đôi mắt long lanh đáng thương nhìn lý hạo phát ra tiếng kêu chích chích của hồ ly âm thanh kỳ lạ lý hạo trở về hàng rào tiểu viện sau khi những người khác rời đi sân viện này đột nhiên trở nên trống trải trên mảnh sân phủ tuyết không thấy bóng dáng thiếu nữ luyện kiếm trong phòng ngủ bên cạnh cũng không có dáng vẻ quyến rũ của tống thu mạch trước ngàn ngôi mộ cô đơn xa xa cũng không có bóng dáng màu đỏ rực đang ngồi uống rượu phong lão vẫn chưa câu được yêu vương sao lý hạo nhìn về phía lão giả đang dựa vào ghế bành trong sân cười cười nhiều năm quen biết cũng coi như là bạn già nợ nần quá nhiều quá sâu cũng không thể đáp trả bằng một lời cảm ơn ừ lần này có thể thử xem. Phong Ba Bình cười khẽ, trong tay cầm một bình rượu, nhẹ nhàng lắc lư. Lý Hạo ngồi xuống bên cạnh hắn, nhận lấy uống hai ngụm, hỏi, Phong Lão, đến đây lâu như vậy, hình như ngươi chưa từng thúc giục ta tu luyện bao giờ. Hắn biết trong mắt người ngoài, hành vi cử chỉ hàng ngày của mình là chơi bời lêu lỏng, khi ở trong phủ, hắn còn có chút kiên dè nhưng ở đây thì hoàn toàn buông thả. Buông thả, tu luyện tu luyện cũng là để vui vẻ ngươi đã vui vẻ rồi tu luyện hay không thì có vấn đề gì phong ba bình cười đáp lý hạo sớm biết tính tình phong lão phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết nghe vậy vẫn quay đầu nhìn hắn một cái sau đó cười nói nếu ta có thể trở nên mạnh hơn một chút ngươi cũng không cần phải vất vả thế này phong ba bình khẽ lắc đầu thần thái bình thản ba năm gió sương có gì đáng kể lý hạo nhìn hắn không nói gì nữa một già một trẻ lặng lẽ uống rượu, ngắm cảnh tuyết rơi, trong sân ít người khiến bầu không khí càng yên tĩnh hơn. Để đối phó với sự xuất hiện của Yêu Vương Vạn Sơn, Lý Hạo và Phong lão vẫn chuẩn bị một số thứ, bí mật chung không ít đường dây ở bên ngoài thiên môn quan. Cả hai đều giỏi thả câu, cũng đang chờ đối phương đến. Còn có thể địch nổi hay không thì phải xem câu được bao nhiêu hàng, lớn cỡ nào. Còn nếu đứt dây thì nên từ bỏ chớp mắt một cái, lại nửa tháng nữa đã trôi qua. Lý Hạo ngồi trên đỉnh núi, tắm mình trong gió lạnh. Hôm nay có vẻ gió rất lớn, rất lạnh. Lý Hạo lặng lẽ ngồi, tiểu bạch hồ đã chui vào lòng hắn. Với thể chất của Lý Hạo, tự nhiên không để ý đến những cơn gió lạnh này, hắn nhìn gió lạnh cuốn theo vô số bông tuyết từ trên không trung rơi xuống, trong tầm mắt, vô số bông tuyết cuộn lại, bay lượn, đáp xuống vạn vật. Đột nhiên, một cảm giác phúc trí tâm linh, như thể đột nhiên trào lên. Nhiều ngày suy nghĩ, tự hỏi, cùng với nhiều lần va chạm linh quan vào tâm môn, đúng lúc này, đột nhiên phá vỡ bức tường cuối cùng của trái tim. Lý Hạo ngộ ra. Hắn đột nhiên hiểu ra, thứ mình khổ sở theo đuổi bấy lâu nay, rốt cuộc là thứ gì. Cũng đột nhiên hiểu ra, giữa trời đất bao la này, điểm chung của vạn vật là gì. Là một hơi thở. Núi rừng chim thú, sinh linh vạn vật đều là vì một hơi thở này mà chuyển động tu luyện võ đạo cũng vậy người phàm dựa vào một hơi thở để tồn tại võ giả dựa vào khí lực đi trên đại mạch để phát lực thất tình lục dục đều là một hơi thở vạn vật sinh trưởng cũng là một hơi thở nhưng hơi thở này không phải là hơi thở mà người thường hiểu đây là hơi thở của thiên địa hơi thở này có thể diễn hóa vạn vật có thể nuôi dưỡng vạn vật có thể hóa thành núi rừng chim thú, có thể hóa thành sinh mệnh trên thế gian. Lý Hạo nhắm mắt lại, hơi thở toàn thân nhanh chóng co lại, lột xác, hòa vào trời đất. Cảm giác này rất giống với tu luyện nhưng lại không giống. Khí lực trong cơ thể hắn hòa vào trời đất, tất cả đều tan biến, dưới sự ngưng luyện của trời đất mà lột xác, như gột rửa hết cặn bẩn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Ánh sáng này hư ảo và mơ hồ, như thể không tồn tại trong thế giới thực. Lý Hạo tặng toàn bộ khí lực của mình cho thiên địa, sau đó hỏi thiên địa, mượn một hơi thở, hòa vào chính mình. Lý Hạo gọi hơi thở này là tiên khí. Cực hạn tông sư, lục địa tiên nhân cảnh, đạt thành. Khi luồng tiên khí này tiến vào cơ thể, toàn thân Lý Hạo tỏa ra hào quang vạn trường, như thể trong cơ thể nuốt chửng một mặt trời tỏa ra thần diễm rực rỡ. Tuyết động xung quanh cơ thể hắn đều nhanh chóng bốc hơi tan chảy. Toàn thân hắn run rẩy, lột xác tôi luyện gột rửa tủy xương từ lỗ chân lông thẩm thấu ra ánh sáng bạc trắng toàn thân mơ hồ trong sương mù trắng thân thể lột xác chân lực cũng lột xác kể cả thần hồn pháp tướng của lý hạo cũng siêu thoát nhờ luồng tiên khí này thần hồn vàng ống co lại từ dáng vẻ thiếu niên lột xác thành trẻ sơ sinh rồi từ trẻ sơ sinh lớn lên hóa thành dáng vẻ thiếu niên chỉ là trong thần hồn vốn cương dương chí tôn trước kia lại thêm vài phần khí chất thoát tục Tiểu Bạch Hồ hoảng sợ nhảy ra khỏi lòng Lý Hạo, cảm nhận được tiên uy mênh mông, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, muốn đến gần nhưng không dám. Chỉ giơ móng vuốt nhỏ lên, cẩn thận chạm nhẹ. Nhưng tiên vụ như là hư ảnh, dưới sự đụng chạm nhẹ nhàng của móng vuốt nhỏ, không có gì thay đổi, dường như không thể chạm vào. Sự lột xác vẫn tiếp diễn, tuyết động trên đỉnh núi bốc hơi tan chảy, hóa thành suối nước trong vắt, chảy xuống theo khe núi, cả ngọn núi như được hồi sinh cơn gió lạnh thấu xương ập đến hóa thành mưa phùn đến gần cơ thể lý hạo vài trường liền lặng lẽ thay đổi quỹ đạo rơi xuống những nơi khác chỉ có thiếu niên ngồi một mình ở nơi đó sạch sẽ và tĩnh lặng mưa phùn như linh vũ rơi xuống ngọn núi phủ đầy tuyết trắng trên mặt đất chậm rãi nảy sinh ánh sáng bích lục rõ ràng là từng chồi non hấp thụ được một loại lực lượng nào đó từ trong thân núi nỗ lực kiên cường vươn ra dưới sự tưới tắm của mưa phùn nó phát triển cực nhanh. Vào thời điểm giữa mùa đông, ngọn núi này lại có suối nước nóng chảy ra, hoàn toàn không phù hợp với cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài ngọn núi, như một ngọn núi kỳ lạ thẳng tắp. Sương mù trắng bao quanh Lý Hạo dần dần thu lại. Trở về cơ thể hắn, theo lỗ chân lông co lại, khi tất cả ánh sáng trắng biến mất, Lý Hạo cũng từ từ mở mắt. Trong mắt hắn dường như có hào quang ngân bạch tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, toàn thân da thịt trong suốt như ngọc lưu ly trắng đến phát sáng, ẩn chứa lưu quan nội liễm, dường như mỗi lỗ chân lông đều đầy đặn, chứa đựng sức mạnh vô biên. Lý Hạo hiểu rằng, đây chính là cực hạn của tông sư. Trải qua hơn nửa năm, cuối cùng hắn cũng bước ra được một bước này. Hắn nhìn ngọn núi dưới chân, có rất nhiều ngọn cỏ xanh biếc thành từng cụm, từng cây cổ thụ khô héo vào mùa thu đông, trên cành cũng mọc ra chồi non xanh biếc. Đây chính là biểu hiện lực lượng của hắn hiện tại khí lực trước kia chỉ là lực lượng đơn thuần, không có thuộc tính, trừ khi tu luyện các loại công pháp có thuộc tính khác nhau như âm hàn, hỏa diễm, tôi luyện lâu dài, mới có thể khiến khí lực mang theo một số ám lực đặc biệt. Giống như tống thu mặt, trong đòn tấn công của nàng có ám kình hàng lực cực âm. Giao thủ lâu dài, thậm chí có thể đóng băng cơ thể đối phương, khiến tốc độ vận chuyển khí lực của đối phương chậm lại. Lý Hạo trước kia nắm giữ đủ loại công pháp, khí lực cũng ẩn chứa những ám kình này nhưng phần lớn thời gian lý hạo đều không dùng đến chiến đấu của hắn thường là kiếm nhanh chém loạn kết thúc trong vài nhát nhưng giờ đây những đặc tính này đều hòa tan trở thành một luồng tiên khí vạn vật biến hóa đều do tâm sinh lực lượng của hắn có thể bao phủ đủ loại đặc tính cũng có thể tùy ý chuyển đổi bất kỳ loại nào một loại cảm ngộ tự nhiên sinh ra phạm những gì ta mất đều không phải của ta phàm những gì ta cầu, đều bị nó trói buộc. Vạn vật đều là của ta nhưng không thuộc về ta. Quân tử sử dụng vật, không bị vật sử dụng. Đại đạo chí giảng, vô dục thì cương. Vô vi thì vô sở bất vi, vào khoảnh khắc này, tâm cảnh tông sư của Lý Hạo đạt đến cực hạn viên mãn. Từ thấy bản thân đến thấy thiên địa, rồi đến thấy chúng sinh, ngộ ra đại đạo chí giảng, vạn vật quy nhất sự hiểu biết và vận dụng lực lượng của hắn đã vượt qua sự hiểu biết của đại tông sư bình thường như chồi non mới nhú trên ngọn núi này không phải là lực lượng của hắn có tác dụng khiến cỏ cây phục hồi hắn chỉ quét sạch tuyết rơi trên ngọn núi thôi để ngọn núi đó từ giữa mùa đông bước vào thời điểm xuân thu vì vậy hoa cỏ trên núi tự sinh trưởng mặc dù hiệu quả giống nhau nhưng cách vận dụng lực lượng lại khác nhau sự chuyển biến của lý niệm này vô cùng quan trọng tông sư thiên nhân cảnh bình thường, hấp thụ lực lượng thiên địa dung nhập vào bản thân, sau đó giết địch. Nhưng bản thân có thể chứa đựng bao nhiêu, Lý Hạo tản hết khí lực của mình, chỉ để lại một luồng tiên khí trong cơ thể. Nếu cần lực lượng, có thể lấy từ thiên địa mênh mông bất cứ lúc nào, đây chính là lý niệm, vạn vật đều là của ta nhưng không thuộc về ta. Hắn không còn hấp thụ lực lượng thiên địa, chứa trong cơ thể mình nữa, lực lượng thiên địa giao cho thiên địa, mình muốn dùng, mượn một ít là được. Đây chính là, quân tử sử dụng vật, không bị vật sử dụng. Chỉ điều khiển luồng lực lượng này, chứ không bị luồng lực lượng này hạn chế. Nếu coi luồng lực lượng này là của mình, tham lam hấp thụ từ thiên địa thì sẽ bị nó hạn chế, cũng bị cơ thể mình hạn chế, dù sao nếu cơ thể là vật chứa thì tự có lúc tràn đầy. Lý Hạo nhấc tay lên, chậm rãi tạo thế, quyền cước thúc đẩy, tâm cảnh tự ngộ. Thế nào là thiên địa? trong quyền cước chính là thiên địa một luồng tiên khí trường tồn có thể tự lập thiên địa cảnh giới võ đạo của lý hạo siêu thoát khỏi cảnh giới đại tông sư chưa đạt đến tam bất hủ nhưng đã hơn tam bất hủ hắn giơ tay hút lấy cành cây khô làm kiếm giữa mũi kiếm và lồng ngực chính là thiên địa hai chân hắn bước ra giữa hai chân cũng là thiên địa lý hạo thuận tay dùng cành cây khô vung ra một đạo kiếm khí trong nháy mắt, những bông tuyết rơi đầy trời như lặng lẽ tách ra, kiếm khí như vô hình, nhẹ nhàng trôi nhưng đột nhiên xuyên qua hàng chục dặm và vẫn đang kéo dài, trong chớp mắt đã cách xa trăm dặm, xé toạc đám mây trên bầu trời, chém ra một luồng kiếm quang trong tuyết vụ dày đặc không ngừng bay. Một kiếm khai thiên, tầng mây bị chia cắt, lộ ra ánh sáng mặt trời rực rỡ như bình minh, trận tuyết lớn này đột nhiên dừng lại. Lý Hạo tùy tiện tung một quyền, Quyền Phong vô tận cuốn sạch tuyết phủ trên mặt đất bên ngoài ngọn núi, nơi ánh mắt hắn nhìn đến, tuyết bay cuồn cuộn, tạo thành bão tuyết lăn về phía xa, ngang qua hàng chục dặm. Không còn tuyết phủ, nhiệt độ của hàng chục dặm đất trời này dường như tăng lên. Trên mặt đất, thậm chí dần dần lộ ra chút không khí mùa xuân. Khuôn mặt Lý Hạo lộ ra nụ cười, có một loại cảm giác hào khí nuốt trọn thiên địa. Cho ta mượn 10 vạn gió xuân, dám để thiên địa thay áo mới hắn tùy tiện ném cành cây khô, cúi xuống, ôm lấy tiểu bạch hồ ngơ ngác bên chân, xoa xoa tay nó, cười nói, học được chưa, học phế rồi. Tiểu bạch hồ nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác. Lý Hạo cười cười, ôm nó quay người đi, từng bước chân, dường như bên trong hai chân có thiên địa, một bước nhẹ nhàng đi xa mười dặm, tốc độ ngự không nhanh hơn. Chỉ vài bước chân, Lý Hạo đã trở lại tiểu viện ở Thiên Môn Quan. Trên ghế bành trong tiểu viện, Phong Ba Bình đang nằm nhẹ nhàng đung đưa, nghe thấy động tĩnh, hắn hơi mở một mắt, nhìn về phía Lý Hạo. Sau đó, hắn lại từ từ mở mắt còn lại, cơ thể cũng ngồi thẳng dậy, kinh ngạc hỏi, "Ngươi đạt đến tam bất hủ rồi, chưa?" Lý Hạo đặt Tiểu Bạch Hồ xuống. Cảnh giới đại tông sư, Phong Ba Bình lại nhìn thêm hai lần, cảm thấy dường như hành vi cử chỉ tùy ý của Lý Hạo có một loại cảm giác viên mãn, giống như bất cứ lúc nào bị tập kích, hắn cũng có thể phản ứng lại đây là khí tràng mà chỉ cảnh giới đại tông sư mới có. Lý Hạo khẽ gật đầu. Phong Ba Bình đột nhiên cảm thấy không nói nên lời, tiểu tử ngươi giỏi lắm, trước kia khi trấn áp tông sư thiên hạ, bản thân hắn còn chưa đạt đến cảnh giới đại tông sư. Nhưng cũng đúng, dù sao từ trận chiến ở Thanh Châu, Lý Hạo mới bước vào thiên nhân cảnh, giờ mới chỉ hơn nửa năm. Hít, Phong Lão lại cảm thấy hơi đau răng, mặc dù đã sớm thấy được tốc độ tu luyện của lý hạo nhưng nửa năm từ thiên nhân cảnh đạt đến thiên nhân viên mãn điều này vẫn có chút khoa trương tiểu tử này cũng không thấy hắn tu luyện thế nào phong ba bình bắt đầu lẩm bẩm nếu không phải nhìn thấy lý hạo lớn lên từ nhỏ trong lòng hắn thực sự có chút ghen tị nhưng với tốc độ hiện tại của lý hạo hắn có một cảm giác không lâu nữa con chuột con này sẽ có thể thực sự ngang hàng với những lão già như bọn họ Mười năm tới của đại vũ thần triều sẽ là mười năm của tiểu gia hỏa này. Nghĩ đến đây, khóe miệng phong ba bình hơi nhếch lên, nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến yêu vương vạn sơn sắp tới, mày hơi nhíu lại. Đến lúc đó nếu có tình huống gì, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Phong ba bình nghiêm túc nói với lý hạo. Lý hạo khẽ gật đầu. Mặc dù hiện tại hắn đã đạt đến cực hạn tông sư tự xưng là lục địa tiên nhân cảnh nhưng hắn cũng không chắc có thể giao thủ với yêu vương tứ lập cảnh. Hắn đã nghe phong lão nói về đủ loại trên lệch của tứ lập cảnh. Tứ lập cảnh nói là một cảnh giới, thực tế là bốn cảnh giới, có bốn bước. Bước đầu tiên là đạo tâm cảnh, bước thứ hai là nghịch mệnh cảnh, bước thứ ba là tuyệt học cảnh. Bước cuối cùng là thái bình đạo cảnh, khai mở đạo môn, có lực lượng vấn thánh. Mỗi bước trên lệch đều rất lớn, Phong lão thì thuộc bước thứ hai, nghịch mệnh cảnh, có thể nắm bắt một lần cơ hội nghịch thiên cải mệnh cho người khác hoặc cho chính mình. Nghịch thiên cải mệnh này, không chỉ có thể biến thể chất phế vật thành thiên kiêu tuyệt thế, mà còn có thể trong lúc bản thân gặp phải cảnh tuyệt vọng, nghịch chuyển cảnh tuyệt vọng, từ đó có được một tia sinh cơ, nói cách khác, đạt đến nghịch mệnh cảnh, bản thân sẽ có được một cơ hội cứu sống mình khi rơi vào tình thế tuyệt vọng đa số những người ở nghịch mệnh cảnh đều dành cơ hội này cho bản thân nhưng những người đời trước của năm phủ thần tướng không ít người đều hiến tặng cơ hội này để lại cho hậu bối truyền thừa hương hỏa như nhị gia chính là tuyệt học cảnh như kim chỉ nam định hải có thể trấn giữ phủ thần tướng bước cuối cùng là thái bình đạo cảnh chính là tồn tại đỉnh cao nhất của toàn bộ đại vũ thần triều vô cùng ít ỏi hiện tại người được biết đến rộng rãi nhất chính là phật chủ của vô lượng sơn đang ở cảnh giới này còn những người còn lại thì hoặc là danh tiếng không hiển hách hoặc là đã sớm tử vong như tổ tiên của năm phủ thần tướng đều là những người ở thái bình đạo cảnh vì đại vũ thần triều mở ra thái bình vạn thế yêu vương mà phong lão giao thủ trước đó chỉ là đạo tâm cảnh nhưng giỏi trốn chạy phong lão lo lắng cho sự nguy hiểm của lý hạo nên không truy đuổi lần này yêu vương vạn sơn tấn công phong lão suy đoán yêu vương vạn sơn này rất có thể là nghịch mệnh cảnh cộng thêm yêu vương đạo tâm cảnh trước đó chính là hai con nếu yêu vương vạn sơn kiềm chế phong lão yêu vương trước đó tấn công lý hạo lý hạo rất khó chống đỡ sự tồn tại của đạo tâm cảnh công kích ẩn chứa quy tắc đạo vận chắc chắn sẽ trúng đích nói cách khác chỉ cần đối phương ra tay chắc chắn lý hạo phải chịu công kích của đối phương mà hiện tại lý hạo chỉ là thiên nhân cảnh cho dù là bất hoại cảnh của tam bất hữu cảnh cũng khó có thể chịu được tùy tiện một kích cũng có thể bị đánh tàn phế. Nếu là bất suy cảnh, miễn cưỡng có thể chịu được một hai cái tác, tiền đề là đối phương không dùng hết sức. Hy vọng bọn chúng đến muộn một chút. Lý Hạo nói, nếu có thể để tâm cảnh của hắn nhập linh, hắn có thể trực tiếp cộng điểm vào tam bất hữu cảnh. Phong Ba Bình nhìn Lý Hạo, trong lòng hơi động, nếu cho Lý Hạo thời gian, chỉ cần thời gian, Lý Hạo bước vào tam bất hữu cảnh không hề khó mặc dù từ thiên nhân cảnh đến tam bất hữu cảnh cũng là một cửa ải cực kỳ khó khăn vô số thiên tài khi còn trẻ đã bước vào thiên nhân cảnh nhưng phải hơn trăm năm mới bước vào tam bất hữu cảnh ví dụ như vậy rất nhiều nhưng hắn lại vô cùng tự tin vào lý hạo chỉ là cho dù bước vào tam bất hữu cảnh thì chênh lệch với tứ lập cảnh vẫn còn quá lớn hơn nữa thủy kỳ lân rời đi những yêu vương này chưa chắc đã có thể nhẫn nhịn được bao lâu dù thế nào ngươi cứ yên tâm tu luyện những chuyện khác cứ giao cho ta. Phong Ba Bình nói. Lý Hạo gật đầu, sau đó lấy nguyên liệu chuẩn bị một món nướng đơn giản, rồi lấy ra những tấm bản vẽ của mình, bắt đầu phát họa cảnh trong sân. Hiện tại, họa đạo và thùy điếu đạo của hắn đều đã gần đạt đến 10 vạn điểm kinh nghiệm. Đợi khi điểm kinh nghiệm đầy, cần phải nâng cao tâm cảnh mới có thể tiếp tục nhận được điểm kinh nghiệm, nhưng hắn có thể tìm tòi trước về khối tâm cảnh này. Phải xác định một con đường, không thể vừa suy nghĩ về họa đạo vừa suy nghĩ về thả câu nếu không vừa lo vừa nghĩ tâm không tịnh chỉ phí thời gian vô ích lý hạo hiểu được tầm quan trọng của sự chuyên tâm ban đầu hắn định mượn thả câu để nhập linh nhưng hiện tại yêu ma gần quan ngoại đều đã bị quét sạch không có đối tượng thả câu hắn lĩnh ngộ chậm hơn ngược lại họa đạo tùy tay có thể phát họa tuyết lớn bay đầy trời lý hạo đang phát họa cảnh tuyết rơi trong sân phong ba bình vốn tưởng lý hạo sẽ chạy đi tu luyện nhưng thấy lý hạo vẫn đắm chìm trong thú vui ngày thường không khỏi ngạc nhiên trong lòng nhưng dường như hắn cũng nhìn ra được một số manh mối tốc độ tu luyện của lý hạo nhanh như vậy dường như cũng có liên quan đến thú vui thường ngày này chỉ là cụ thể chuyển đổi như thế nào hắn lại không nghĩ ra dù sao hành vi của một số thiên tài cũng kỳ lạ cổ quái người thường khó mà hiểu được hắn không ép buộc lý hạo tu luyện tùy ý là được thời gian trôi qua. Lại thêm một tháng nữa ở quan ngoại. Gió tuyết ngập trời dường như dần chậm lại, thêm một tháng nữa là đến mùa xuân năm sau. Trong sân, Lý Hạo bưng bát, đang ăn thịt thái lát nhúng trong nồi. Kinh nghiệm họa đạo của hắn đã đầy, thu được một điểm kỹ nghệ nhưng tâm cảnh vẫn chưa bước vào cảnh giới linh diệu siêu thoát đó. Họa kỹ của hắn đã đạt đến đỉnh cao nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức phàm tục, mô tả truyền thần nhưng không thể siêu thoát. Ừm, đột nhiên, Lý Hạo cảm nhận được ở cách xa trăm dặm, đường dây vô hình mà hắn dựng giữa không trung như bị gió thổi qua. Đây không phải là sức gió tự nhiên, mà giống như có thứ gì đó đi qua. Hắn hơi nheo mắt, lập tức nhìn về phía Phong Ba Bình. Cùng lúc đó, Phong Ba Bình cũng nhìn về phía Lý Hạo, không nói lời nào, cả hai đều đọc được suy nghĩ của đối phương. Đến rồi, thật không ngờ chúng lại trực tiếp xuất hiện ở cách xa trăm dặm, hình như có ba con, sợi dây vô hình của phong ba bình cũng ở xung quanh mặc dù hắn thả câu nhiều năm nhưng kỹ thuật chưa chắc đã tốt hơn lý hạo lý hạo có kinh nghiệm tăng lên trên bản điều khiển cảm ngộ của thùy điếu đạo lục đoạn được truyền thụ nắm giữ nhiều kỹ thuật thả câu lại có được thuộc tính đặc biệt của gian tuyết đồ sợi dây vô hình thuộc về lực lượng ngự vật có thể ẩn nút biến mất đây là điều mà phong ba bình không thể làm được vì vậy chỉ một sợi dây vô hình của phong ba bình chỉ bị chạm vào còn Lý Hạo lại bị chạm những bốn năm sợi. Dù chỉ là một sợi nhưng đã cảm nhận được ba luồng lực lượng. Lão già này quả nhiên còn mời trợ thủ, đi thôi, Phong Ba Bình lập tức dùng ống tay áo cuốn lấy Lý Hạo và Tiểu Bạch Hồ, thi triển thân pháp của mình, Thiên Địa Vô Tung Thuật. Nếu chỉ có hai yêu vương ở Vạn Sơn, Lý Hạo và Phong lão đã bàn bạc, định ở lại chống đỡ một chút, mượn Thánh Tâm Bảo phù để dọa lui chúng. Dù sao trấn thủ biên quan binh pháp cũng là một loại. Không phải chỉ dựa vào sức mạnh. Nhưng ba yêu vương, căn bản không cần nghĩ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Mà lúc này, khi ba yêu vương không ngừng tiến gần, hầu hết những sợi dây vô hình mà Lý Hạo bố trí dày đặc như mạng nhện trong phạm vi trăm dặm đều bị chạm vào, bị thân thể của những yêu vương này giằng đứt, kinh nghiệm thả câu cộng 546, cộng 523, cộng 632. Mặc dù đường dây vô hình bị xé rách nhưng vẫn nhận được kinh nghiệm, một loạt lời nhắc nhở hiện ra, Lý Hạo che chúng đi. Kinh nghiệm của hắn tăng lên nhanh chóng, đợi đến khi những yêu vương này đến bên ngoài doanh trại, kinh nghiệm của Lý Hạo đã gần đạt đến lục đoạn viên mãn. Ngay lúc này, đột nhiên từ một nơi khác, một bóng người bay vụt tới. Lý Hạo và Phong Ba bình lập tức nhìn lại, thấy người tới mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, mái tóc cũng màu xanh nước biển dáng người yêu kiều nghiêng nước nghiêng thành chính là tống thu mặc sao ngươi lại ở đây sắc mặt lý hạo đột nhiên thay đổi không nhịn được hết lớn tống thu mặc mỉm cười nói tất nhiên là đến xem những tên này định tìm ngươi báo thù thế nào sao ngươi vẫn chưa đi lý hạo tức giận bây giờ không phải lúc nói những lời này dù rút lui hay ở lại ta đều sẽ ở bên ngươi tống thu mặc nở nụ cười như hoa lý hạo nhìn thấy dáng vẻ này của nàng không thể không cảm động tâm trạng vô cùng phức tạp hắn có đức hạnh gì chỉ tùy tiện tặng vài cái bánh thôi mà lại được nàng ưu ái đến vậy nhưng sự việc đã đến nước này lý hạo cũng biết giờ không phải lúc nói những lời đó ra hắn nghiến răng hít một hơi thật sâu thông qua sợi dây vô hình cảm nhận được ba yêu vương đang không ngừng tăng tốc tiến đến nói nếu là ba đấu ba chúng ta có thể thử xem nếu không thể dọa lui chúng thì rút lui sau cũng không muộn có tống thu mặc và phong lão cùng bảo vệ cộng thêm thánh tâm bảo phù lý hạo cảm thấy mình có vốn có liếng để xông trận ta không có vấn đề gì tống thu mặc mỉm cười phong ba bình cười nhạt vậy thì thử xem vừa bay ra khỏi doanh trại không lâu họ đã nhanh chóng quay trở lại cùng lúc đó ba yêu vương đã xuất hiện trong doanh trại dường như nhận ra lý hạo đã rời đi đứng giữa là một lão giả khôi ngô toàn thân phủ đầy lông màu vàng sẫm phát ra tiếng gầm giận dữ. Giọng như sư long, chấn động cả thiên môn quan. Hắn giận dữ vỗ một chưởng, tòa viện nhỏ vẫn còn bốc khói nhẹ, trong nháy mắt đã bị bao phủ dưới thần trưởng khổng lồ, sắp vỡ tan. Đột nhiên, một luồng thủy quang bay tới, đập vào thần trưởng, một màn nước khổng lồ lướt qua, tạo thành một mái vòng, bảo vệ tòa viện nhỏ. Muốn động thủ thì động thủ, đừng phá hỏng nơi này. Bóng dáng tống thu mặt bước ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ta rất thích tòa tiểu viện này, đừng hủy vỡ nó. Lão già khôi ngô toàn thân lông và nhìn thấy nàng, trong mắt lóe lên hàng quang. Bên cạnh hắn, một lão nhân khác mặt đạo bào, râu tóc bạc trắng, nhẹ nhàng vuốt râu, nheo mắt, ngươi không đi sao. Vừa lúc, lần trước chưa đánh xong, lần này có thể giải quyết. Sau lưng tống thu mặt, Lý Hạo và Phong Lão cũng xuất hiện. Nghe lời của lão nhân mặt đạo bào, Lý Hạo lập tức hiểu ra, lão giả này chính là long chủ của đạo tràng Long Sơn. Hừ, ta cũng đoán được, ngươi có thể sẽ ẩn núp trong bóng tối, cố ý dụ chúng ta đến, chỉ là không ngờ ngươi lại nhẫn nhịn được như vậy, vì tên tiểu tử nhân tộc này, đáng sao, lão giả khôi ngô lông vàng lạnh lùng nói, hắn tìm long chủ đến, chính là để đối phó với tình huống bất ngờ này. Tống thu mặt thản nhiên nói, ta có thể nhẫn nhịn, cũng không nhẫn nhịn bằng ngươi được, nhi tử ruột chết đi, Vậy mà có thể nhịn được nửa năm mới đến, là sợ ta đến vậy sao, hay là nói, ngươi nhiều nhi tử, không thiếu một đứa, sợ ngươi. Ngươi cũng xứng, Yêu Vương Vạn Sơn lập tức gầm lên, như tiếng sư tử gầm, chấn động thiên địa, khiến tuyết trên đỉnh núi gần đó cũng sụp đổ. Quy thế chấn nhiếp này đủ để khiến những người có tu vi dưới tứ lập cảnh phải run rẩy, nhưng trong số những người có mặt ở đây, ngoài Lý Hạo ra, chỉ còn lại Tiểu Bạch Hồ. Khi Lý Hạo quay lại, hắn đã lén thả tiểu bạch hồ ra ngoài doanh trại còn về phần lý hạo đối với bi thế hung dữ trực diện này hắn lại không cảm thấy gì chỉ thấy hơi chói tai cần gì phải nói nhiều như vậy ngươi còn sợ gì nữa lo chúng ta còn có phục binh sao lý hạo lên tiếng đừng lo chúng ta không có phục binh những người khác đều đã đi rồi ở đây chỉ có ba chúng ta lão giả khôi ngô lông vàng nhìn thấy lý hạo sát ý trong mắt hắn ta như muốn tràn ra trừng mắt nhìn hắn nhưng lời nói của Lý Hạo lại khiến hắn ta đang nổi giận phải kiềm chế cơn điên cuồng, bình tĩnh lại một chút. Lý Hạo càng nói như vậy, hắn ta càng thấy khó chịu. Ngươi cố ý hù dọa ta sao, ta đã sống một vạn năm, ngươi mới bao nhiêu tuổi. Còn chưa bằng một phần mười của ta, ngươi cũng dám hù dọa lão tử, lão giả khôi ngô lông vàng gầm gừ quát. Lý Hạo nghe thấy lời của đối phương, trong lòng lại cười thầm, biết rằng đối phương đã có chút kiên dè hắn cố ý nói như vậy bày kế vườn không nhà trống cũng là đoán được lão yêu vương này mãi vẫn không đến báo thù cho nhi tử của mình là một yêu ma đa nghi vô cùng cẩn thận và ổn trọng ổn trọng thì khó tránh khỏi lo lắng nghi ngờ cho dù sau này đối phương vẫn tấn công nhưng sự nghi ngờ cũng sẽ khiến đối phương có phần cảnh giác giúp ích cho cuộc chiến bên phía bọn họ không tiếp lời lão yêu ma này nữa lý hạo quay sang nhìn long chủ bên cạnh ung dung cười khẽ Vị này chính là Long chủ phải không? Đã nghe danh từ lâu, hiện tại ba người các ngươi cũng coi như là đã xâm phạm biên giới rồi. Hôm nay chỉ cần chúng ta không chết, có một người trốn thoát, các ngươi sẽ bị Đại Vũ thần triều truy sát không ngừng. Đáng sao? Lão giả mặt đạo bào nhìn Lý Hạo, lúc này Lý Hạo đã thu hồi thuộc tính vạn tượng của mình, lộ ra hơi thở cảnh giới tông sư thiên nhân. Long chủ nhìn thấy cảnh giới của Lý Hạo, kết hợp với tình báo mình có được, không có sai sót trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc và ngưng trọng. Với thiên nhân cảnh mà có thể giết chết tiểu yêu vương, khi hắn lần đầu nghe tin, ngoài sự kinh ngạc và chấn động, trong lòng còn thầm khen giỏi, tối hôm đó ngủ một giấc ngon lành, còn mơ một giấc mơ đẹp. Vì sao, tên tiểu yêu vương kia quá yêu nghiệt, nếu thực sự trưởng thành, lại phối hợp với yêu vương Vạn Sơn thì vùng đất ngoài thiên môn quan này sẽ do yêu vương Vạn Sơn làm chủ. Mặc dù hắn và Yêu Vương Vạn Sơn trước đây từng có chút giao tình. Nhưng giao tình là giao tình, huynh đệ là huynh đệ, nhi tử của ngươi chết, không cản trở việc ta vui mừng. Vì vậy, đối với thiếu niên nhân tộc này, trong lòng Long chủ khá có thiện cảm, tuy nhiên, thiện cảm này cũng không cản trở hắn nhận lấy lợi ích của Yêu Vương Vạn Sơn, đến đây giết chết tên tiểu tử này. Chỉ cần hôm nay các ngươi đều chết ở đây, tự nhiên sẽ không có tiếng gió lộ ra. Long chủ thản nhiên nói. Lý Hạo cười khẽ, đáp, tự tin như vậy ư, có lẽ giết ta không khó, nhưng nếu hai vị bên cạnh ta nhất quyết muốn đi, các ngươi có thật sự giữ được không? Long chủ chỉ cười lạnh chứ không trả lời. Hắn đến đây, tự nhiên đã sẵn sàng với việc bị đại vũ thần triều truy nã. Mặc dù không biết hắn đã hứa cho ngươi lợi ích gì nhưng bên ta có thể hứa cho ngươi những lợi ích tốt hơn. Lý Hạo không hề kiên dè yêu vương vạn sơn bên cạnh, trực tiếp dùng lợi ích dụ Dỗ Long chủ, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, giúp chúng ta giết chết Yêu Vương Vạn Sơn này, địa bàn của hắn sau này sẽ thuộc về ngươi, hơn nữa chuyện ngươi xâm phạm hôm nay, cũng không tính là xâm phạm, coi như ngươi căm ghét cái ác như căm ghét thù kẻ thù, đến đây tương trợ. Như vậy, ngươi còn có thể nhận được hành lệnh của Đại Vũ thần triều ta, ban cho ngươi quân công, cho phép ngươi sau này tùy ý nhập cảnh. Ngoài ra, cá nhân ta còn tặng cho ngươi một số sự giúp đỡ. Ngươi cũng biết thiên tư của ta, được bệ hạ của triều đình ta thưởng thức, có thể nói là tiền đồ vô lượng, chỉ cần ngươi đồng ý, sau này ngươi chính là huynh đệ của ta, loại thủ đoạn tầm thường này, ngươi cho rằng có thể ảnh hưởng đến chúng ta sao? Yêu Vương Vạn Sơn cười lạnh nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Long chủ nhìn Lý Hạo một cách sâu sắc, thản nhiên nói, ngươi ra điều kiện rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc, loại thủ đoạn này quá ấu trĩ, ta đã sống hơn 10.000 năm chúng ta đã quen biết nhau từ hàng nghìn năm trước, ngươi há có thể tưởng tượng được, đây chính là huynh đệ của ta, ta có thể trả thêm. Lý Hạo mỉm cười, ngươi cần gì, cứ việc nói. Hừ, đừng phí sức. Long chủ cười lạnh, nói với yêu vương Vạn Sơn, ta đến giải quyết con thủy kỳ lân kia, tên tiểu tử này giao cho lão ca ngươi tự tay ra tay. Yêu vương Vạn Sơn gật đầu, nhìn chầm chầm Lý Hạo, đang định nói chuyện thì thấy lý hạo đột nhiên đưa mắt nhìn long chủ bên cạnh sắc mặt hắn hơi biến nhìn long chủ long chủ nhìn thấy ánh mắt của lý hạo lại thấy khó hiểu hắn không nhận được truyền âm của lý hạo đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt của yêu vương vạn sơn chuyển hướng hắn mới tỉnh ngộ lập tức trầm giọng nói lão ca tên tiểu tử này quỷ kế đa đoan tâm trí xảo quyệt đừng để hắn nói nhiều nữa ta đã hứa với ngươi sẽ không nuốt lời Yêu vương vạn sơn nhìn hắn, khẽ gật đầu, nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn có một cảm giác vô cùng khó chịu. Đối với long chủ bên cạnh, hắn cũng không dám dễ dàng giao lưng cho đối phương nữa. Mối quan hệ giữa bọn họ, thực sự không thân thiết đến mức độ này, chủ yếu là lợi ích kết hợp. Hắn hít sâu một hơi, biết rằng tên tiểu tử kia chỉ nói vài câu đã khiến hắn phải kiên dè và phòng bị, đã rơi vào bảy lời nói của tên tiểu tử kia, trong lòng càng thêm tức giận, hận không thể xé xác hắn ta thành muôn mảnh. Con kỳ lân làm chó săn cho nhân tộc này, giao cho ngươi." Yêu Vương Vạn Sơn nói, muốn chia cắt chiến trường. Long chủ cũng nhận ra đối phương đã bị ảnh hưởng, trong lòng thầm thở dài, cũng thầm bội phục sự lợi hại của tên tiểu quỷ nhân tộc kia, ngoài thiên tư vượt ngoài sức tưởng tượng, còn xảo quyệt như quỷ. "Được, hắn đang nghe truyện trên TV audio CV đáp một tiếng, giờ đây nghi ngờ đã nảy sinh, nói nhiều cũng vô ích." hắn chỉ có thể dùng hành động để chứng minh tống thu mặt truyền âm cho lý hạo ta dẫn hắn đi hay là ở lại đây nàng lo lắng trong lúc giao chiến đối phương bất ngờ ra tay với lý hạo hoặc lấy lý hạo làm mục tiêu để tấn công như vậy lý hạo sẽ trở thành điểm yếu của nàng khiến nàng phải vất vả phòng thủ cho lý hạo ngược lại bản thân dễ lộ ra sơ hở dẫn đi đi lý hạo truyền âm trả lời tống thu mặt khẽ gật đầu nói với long chủ vậy chúng ta ra ngoài, đánh nốt trận trước đó. Đúng ý ta. Long chủ cười lạnh, quay người bay ra ngoài. Tống thu mặt cũng lập tức đi theo. Thấy bọn họ rời đi, yêu vương vạn sơn thở vào nhẹ nhõm, sau đó cười lạnh với Lý Hạo, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, hắn không cho Lý Hạo cơ hội nói nhảm nữa, vừa dứt lời, đã hung hăng ra tay với Lý Hạo. Ngươi tưởng bên chúng ta chỉ có tường này thôi sao, Lý Hạo vẫn nhanh chóng nói. Yêu vương vạn sơn cười lớn, ngươi càng nói như vậy, càng là phô trương thanh thế, hắn ra tay tàn nhẫn, giết về phía Lý Hạo. Phong Ba Bình bước ra, chắn trước mặt Lý Hạo, giơ tay phóng ra một luồng ánh sáng xanh, chặn đứng đòn tấn công của yêu vương vạn sơn. Lý Hạo bay sang một bên, tránh để phong lão phân tâm. Ngươi đi giết hắn, yêu vương vạn sơn cũng có ý định này, nói với nam tử áo đen bên cạnh. Trong mắt nam tử áo đen lóe lên hàng ý lạnh lẽo, Đợi Lý Hạo rút lui, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, như thể biến mất trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt Lý Hạo. Đồng tử Lý Hạo co lại nhưng vẫn có chút phòng bị. Nếu là trước đây, hắn còn chưa thể phát hiện ra thủ đoạn dịch chuyển tức thời của tứ lập cảnh này, nhưng bây giờ thông qua một ngụm tiên khí trong cơ thể để quan sát thiên địa, hắn có thể cảm nhận được sự dao động công kích của đối phương. Phong lão đã nói, công kích của đạo tâm cảnh không thể né tránh. Nam tử áo đen lấy thân thể mình làm vật tấn công, tấn công vào không khí trước mặt Lý Hạo, không khí này mỏng manh không có sức chống cự, vì vậy nam tử áo đen có thể dễ dàng đánh trúng. Khi đánh trúng, cũng có nghĩa là thân thể hắn sẽ xuất hiện tại nơi tấn công, đạt được hiệu quả dịch chuyển tức thời. Đây chính là nguyên lý dịch chuyển tức thời của tứ lập cảnh. Còn lý do tại sao không trực tiếp đặt điểm tấn công vào người Lý Hạo? là vì khoảng cách với mục tiêu tấn công càng xa và mục tiêu tấn công càng mạnh thì đòn tấn công chắc chắn này sẽ càng yếu dù sao dịch chuyển tức thời cũng có giới hạn về khoảng cách vì vậy tiến lại gần trước rồi ra tay toàn lực ở cự ly gần mới là tuyệt chiêu sát thủ tốt nhất nhưng tất cả những điều này lý hạo đều đã lường trước vì vậy trước mặt hắn có rất nhiều đường dây ẩn còn có một lưỡi câu lớn ngưng tụ khi nam tự áo đen tức giận lao đến những đường dây ẩn này lập tức bật ra quấn chặt lấy đối phương, đồng thời, lưỡi câu lớn kia quăng ra, lập tức móc vào xương sườn ngực của đối phương. Hử, nam tử áo đen không ngờ rằng tên thiếu niên này lại phản ứng kịp với dịch chuyển tức thời của mình, cơn đau nhói ở ngực khiến hắn hơi sửng sốt, sau đó là sát ý càng thêm phẫn nộ trào ra. Hắn đột nhiên vỗ một chưởng, lòng bàn tay như vuốt chim ưng, xé rách không gian trước mặt Lý Hạo thành một bóng đen. Một kích này có quỷ đạo của đạo, chắc chắn sẽ trúng đích phản ứng của Lý Hạo cực kỳ nhanh, trong nháy mắt lực lượng toàn thân tăng vọt, hiệu ứng đặc biệt của thất tinh điểm đăng đã được giải phóng khi hắn rời khỏi bên cạnh phong lão. Một ngụm tiên khí trong cơ thể tăng gấp đôi, sau đó âm dương song mạch kích động, tiên khí trở nên càng thêm mênh mông. Từ một ngụm biến thành ba ngụm. Như ba con rồng bạc cuộn tròn trong cơ thể, tụ tán ly hợp theo ý muốn, đều chỉ trong nháy mắt. Khi tiên khí theo lỗ chân lông trong cơ thể tản ra, hòa vào thiên địa lý hạo như hòa làm một với toàn bộ thiên địa có một sự liên hệ vô cùng chặt chẽ cơ thể hắn không còn là một chiếc thuyền mỏng manh trên biển lớn mà đã biến thành sóng lớn nhấp nhô theo sóng biển mà đồng thời khi đối phương xé rách công kích lý hạo cũng rút kiếm long tiêu kiếm chém ra trong nháy mắt ngưng tụ xu thế của thiên địa như tiếng rồng gầm thét tầm cự ly gần kiếm và trảo giao chiến trong nháy mắt sức mạnh thiên địa mênh mông tràn ra theo lưỡi kiếm như xé ra một vết hở, ào ạt tràn về phía trước. Đạo vận tất trúng bị long tiêu kiếm chém đứt, nam tử áo đen vốn tưởng rằng một kiếm của thiên nhân cảnh sẽ không thể chống đỡ được, sẽ bị nghiền nát nhưng khoảnh khắc giao nhau, sức mạnh mênh mông truyền đến từ lưỡi kiếm khiến hắn suýt chút nữa thất thần. Cú va chạm hủy diệt lan tỏa, Lý Hạo và nam tử áo đen đều bị đẩy lùi nhưng Lý Hạo vừa lùi vừa điều khiển dây câu, hắn kéo mạnh lưỡi câu, lưỡi câu cắm sâu vào xương sườn của đối phương, theo lực kéo, lưỡi câu càng cắm sâu hơn. Nam tử áo đen đau đớn ở ngực, giơ tay chém ra một chưởng, lưỡi chưởng như dao, cắt đứt dây câu. Nhưng khi cắt đứt, lưỡi câu kéo theo xé rách một miếng thịt lớn, khiến hắn hít vào một hơi, vừa đau vừa tức giận. Là yêu vương, chỉ trong chớp mắt, hắn lại bị một nhân tộc thiên nhân cảnh làm bị thương, thật không thể tưởng tượng nổi, chết đi, nam tử áo đen tức giận ra tay, giơ tay chỉ về phía Lý Hạo. Cử viên toái vân chỉ, dưới sự dẫn dắt của đạo vận, ngón tay này chắc chắn sẽ trúng đích, ẩn chứa ma uy khủng khiếp, như muốn đè bẹp cả gió tuyết ngập trời. Sắc mặt Lý Hạo ngưng trọng, dây câu phóng ra, trải rộng xung quanh. Đồng thời, hắn cũng bộc phát sức mạnh của âm dương song mạch, tiên khí dẫn dắt sức mạnh giữa thiên địa vào trong cơ thể, sau đó lại dùng đại mạch của mình làm lực kéo như con quay, tập hợp sức mạnh giữa thiên địa gần đó, tất cả đều ngưng tụ trên thân kiếm, long hồn được phong ấn trong long tiêu kiếm như gặp được cam lộ khát khao uống cạn sức mạnh này long uy từ thân kiếm hiện ra một chân long thu nhỏ ngưng tụ quấn quanh cánh tay cầm kiếm của lý hạo gia trì sức mạnh chân long khủng khiếp lý hạo cảm thấy tim mình như co thắt đập dữ dội thậm chí còn đau nhói hắn biết ngón tay kinh thiên động địa kia đang nhắm vào vị trí trái tim của mình đối phương muốn một kích tất sát hô hắn bước ra một bước kiếm quan giận dữ chém ra tiên đạo, thái cực càng không kiếm, trước kiếm, dường như âm dương biến hóa, như một trận đồ hư ảo, theo kiếm quan gào thét nghênh đón. ầm ầm Cú va chạm nổ tung như trời long đất lở, lan tỏa ra, vô số không khí như giải lụa trắng sáng bay tán loạn, mặt đất sau lưng Lý Hạo lõm xuống thành hố dấu ngón tay. Nhưng cơ thể Lý Hạo không hề lùi lại nửa bước, mái tóc đen của hắn tung bay, trận đồ âm dương trước kiếm vỡ vụn trong quá trình quay nhanh, cũng mài mòn hơn nửa sức mạnh của ngón tay mênh mông đó, hắn lại bước ra một bước, kiếm quan hung bạo chém vào ảo ảnh mờ nhạt, đánh tan ngón tay này, trên không trung, toàn thân nam tử áo đen chấn động khí huyết, sự tức giận trong mắt chuyển thành kinh ngạc. Là yêu vương, dưới tứ lập cảnh, vậy mà lại có người có thể ngăn cản được công kích của hắn, hơn nữa, đối phương còn không phải tam bất hữu cảnh, chỉ là thiên nhân cảnh, hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, một nhân tộc yêu nghiệt như vậy, nếu để hắn tu luyện trưởng thành chẳng phải sẽ trở thành chân nhân thứ hai trong đại vũ thần triều này sao nếu như vậy hắn không dám tưởng tượng sau này xung quanh đại vũ thần triều này còn có thể có không gian nào cho yêu ma sinh sống tồn tại thần tốc trong mắt nam tử áo đen tràn ngập hàn ý sát ý trong lòng điên cuồng trào dân thi triển ý chí võ đạo của mình một lần nữa giơ một ngón tay dết ra ngón tay thứ hai hạ xuống vẫn như vừa rồi cuồn cuộn đáng sợ dẫn động vô tận khí cơ xung quanh. Lý Hạo thấy là chiêu thức giống hệt, có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng có một tia kinh ngạc và vui mừng, điều này có nghĩa là vừa rồi, rất có thể đòn tấn công này là sát chiêu mạnh nhất của đối phương. Trên thực tế, chỉ trong thời gian giao thủ ngắn ngủi, Lý Hạo đã nhận ra, mặc dù yêu vương tứ lập cảnh này có sức mạnh rất lớn nhưng cũng không phải là không thể địch nổi như hắn tưởng tượng. Nếu là nửa tháng trước, chưa chắc hắn đã có thể chống đỡ nhưng bây giờ mượn sức thiên địa, hắn có thể chiến đấu, điều này khiến tâm trạng Lý Hạo kích động, không chút do dự, một lần nữa vung kiếm. Cũng là chiêu kiếm giống hệt, hư ảnh âm dương một lần nữa hiện ra. Nhưng kiếm quang của hắn vừa chém được một nửa, ngón tay kia đã đến gần, tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi. Đồng tử Lý Hạo hơi co lại, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc dây câu mà hắn bố trí xung quanh trước đó để tìm cơ hội khống chế đối phương nhanh chóng điều động kéo cơ thể hắn ra ngoài sau đó hắn mượn lực lượng của chính mình như con rối bị giật dây nhanh chóng kéo giãn khoảng cách đồng thời thế kiếm trong tay hắn đã thành tầm một tiếng lại là một cú va chạm dữ dội cả doanh trại đều rung chuyển sắc mặt nam tử áo đen biến đổi trong cơn tức giận hắn lại giơ tay ấn xuống một lần nữa Hắn không tin, một nhân tộc có thể có năng lượng lớn như vậy, có thể liên tiếp thi triển ra loại kiếm chiêu đáng sợ này. Dưới sự tấn công liên tục của Cửu Biển Toái Vân Chỉ, phối hợp với võ ý thần tốc, Lý Hạo chỉ có thể né tránh khắp doanh trại, nhưng khi hắn né tránh, kéo giãn khoảng cách, hắn liền phản kích bằng một kiếm. Hơi thở trong cơ thể hắn dài lâu, một ngụm tiên khí trường tồn, thông với sức mạnh thiên địa, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không kiệt sức tương đương với trạng thái bán bất suy nhưng thời gian duy trì lại là vĩnh viễn. Liên tiếp bảy tám ngón tay, danh trại và hàng rào nhỏ ban đầu đã bị trận chiến đấu ảnh hưởng, vỡ nát. Nhưng lúc này Lý Hạo đã không còn thời gian để quan tâm, chỉ có thể dùng toàn bộ tâm trí vào trận chiến trước mắt. Nam tử áo đen càng đánh càng tức giận, càng đánh càng kinh ngạc, liên tiếp thi triển một đòn mạnh nhất, hắn đều có cảm giác mệt mỏi, sắp bị ép ra khỏi trạng thái bất suy, kết quả là tên tiểu tử nhân tộc này vẫn còn nhảy nhót thoải mái cuối cùng thấy mãi vẫn không giết được lý hạo nam tử áo đen không còn quan tâm đến sự sỉ nhục nữa đối mặt với nhân tộc thiên nhân cảnh này hắn bộc phát sức mạnh thực sự thi triển sức mạnh bất suy sau khi lực lượng bất suy xuất hiện sức mạnh cạn kiệt trong cơ thể hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần cũng trở nên sung mãn đôi mắt bắn ra ánh sáng kinh người hắn gầm lên xông tới ầm uhm, giơ tay là một chưởng ấn chụp xuống mà trong chưởng ấn lại là cửu biên toái vân chỉ. Đồng thời, hắn há miệng phun ra một luồng yêu phong màu đen, dường như có vô số lưỡi dao sắc bén cuộn trong yêu phong. Trong tình huống sức mạnh liên tục hội tụ, sát chiêu của hắn đồng thời bùng nổ. Sắc mặt Lý Hạo đột nhiên thay đổi, kiếm pháp trong tay chuyển động, sức mạnh trong cơ thể vốn đang cân bằng, lúc này nghiêng hẳn về một bên. Tiên đạo, luân hồi, Lý Hạo chém ra một lần nữa, kiếm quang như vòng cung vòng cung như trăng tròn, nhanh chóng đẩy về phía trước. Yêu phong màu đen lập tức tan biến, chưởng ấn to lớn chạm vào kiếm cung, vỡ tan nhưng kiếm cung cũng không ngừng lóe lên tia chớp, như thể không chịu nổi. Còn ngón tay xuyên qua lòng bàn tay sau đó, hoàn toàn đánh tan kiếm quang này, nhưng đồng thời, ngón tay cũng bị nghiền nát, liên tiếp mấy luồng sức mạnh ập ra, lật tung cả lều trại ở doanh trại xa xa. Khí huyết trong cơ thể Lý Hạo hơi cuộn trào nhưng rất nhanh đã chế ngự được, hắn thuận tay chém ra một kiếm thứ hai đồng tử nam tử áo đen co lại trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi như vậy mà vẫn không chết trước đó tên tiểu tử này còn giấu nghề sao hắn chỉ cảm thấy khí huyết xông thẳng lên đỉnh đầu có cảm giác tức giận đến phát điên ánh mắt hắn trở nên hung bạo hai mắt đỏ ngầu cơ thể cũng dần dần bán yêu hóa hai tay biến thành móng vuốt phát ra âm thanh sắc nhọn cùng một đòn tấn công liên tiếp nữa ập đến toàn thân hắn ta nổi lên những chiếc lông vũ màu đen, càng đánh thì mức độ yêu hóa càng sâu. Cả hai bên đều liên tục tung ra những đòn sát thủ, đánh cho đất trung núi chuyển, khí thế ngất trời. Nhưng dường như cả hai đều đã rơi vào bế tắc, không ai có thể làm gì được ai. Trong trạng thái bất suy, nam tử áo đen đã lộ ra chân thân, biến thành một con hắc điểu khổng lồ nhưng trên lưng lại có mấy chiếc lông dài màu vàng kim, đó là huyết mạch yêu vương hoang cổ mỏng manh trong cơ thể nó nó gào thét vỗ cánh thiên địa biến sắc ma khí ngập trời trấn áp xuống như mây đen từ bên trong vương ra một ngón tay khổng lồ lý hạo dậm chân xông lên trời mang theo uy thế của tiên đạo luân hồi giết về phía ngón tay diệt thế kia cơ thể hắn lao vào trong ma khí đen kịt sau đó chém tan ma khí chém nát ngón tay nhưng bản thân lại phun ra một nguồn máu tươi dưới kiếm thuật luân hồi tiên khí trong cơ thể hắn chuyển hóa có vẻ không đủ dùng toàn bộ đều dựa vào thể chất cứng rắn để chống đỡ. Còn đòn tấn công của Hắc o yêu vương bị phá vỡ, vô cùng tức giận, trạng thái bất suy của nó không kéo dài được bao lâu. Một khi trạng thái suy yếu, thậm chí nó sẽ trở nên suy sụp hơn trước. Điều này khiến nó cảm thấy tức giận và xấu hổ không chịu nổi, đường đường yêu vương như mình, chẳng lẽ lại bị một tiểu quỷ thiên nhân cảnh phản giết sao? Ầm. Uhm. Khi cả hai bên đều đang tích tụ sức mạnh, chuẩn bị một lần nữa triển khai vòng xung đột mới mạnh nhất thì đột nhiên một bóng xám từ trên trời bắn tới đập mạnh vào doanh trại bên cạnh lý hạo quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong bụi đất một bóng áo xám bò dậy từ trong hố sâu trông vô cùng chật vật áo quần rách nát trên ngực gầy gò thậm chí còn bị xé rách một lỗ máu cực lớn là phong lão đồng tử lý hạo co lại như đầu kim trong nháy mắt toàn bộ máu trong cơ thể dường như trở nên lạnh lẽo đông cứng nhưng ngay sau đó, lại như có một ngọn lửa dữ dội, từ trong đáy lòng thiêu đốt, suýt chút nữa thiêu rụi xé nát toàn bộ linh hồn của hắn, phong lão, hắn phát ra tiếng gào rú, xông tới. Phong ba bình chật vật đứng dậy từ trong hố sâu, phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt xám xịt khó coi, nghe thấy tiếng gọi của Lý Hạo, hắn quay đầu nhìn lại, đồng thời chú ý đến con hắc ô hóa thành nguyên hình, trong lòng hơi chấn động, con yêu vương này vậy mà lại bị Lý Hạo ép ra nguyên hình, mau chạy, Phong Ba Bình lập tức thu hồi những suy nghĩ này, thấy Lý Hạo xông tới, Phong Ba Bình vội vàng hét lớn. Nhưng cơ thể Lý Hạo không dừng lại, khi hắn vừa xông đến trước mặt Phong lão thì đột nhiên cảm nhận được hai luồng yêu khí mênh mông trấn áp xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có hai bóng yêu ma đang bay tới, một con lộ ra nguyên hình, là một con sư tử khổng lồ lông màu vàng kim nhưng bốn chân lại có vảy bao phủ. Con còn lại, mặt trường bào màu bạc sẫm ngực có hoa văn tinh xảo, thân hình cao ráo tuấn lãng, trông như một thanh niên. Lúc này, lòng bàn tay hắn ta dính máu, còn đang cầm một chiếc xương sườn để nghịch. Lão già, phản ứng cũng khá nhanh nhạy đấy, vậy mà lại né được. Thanh niên áo bạc cười nhẹ nhưng trong mắt lại là sát ý lạnh lẽo. Sắc mặt Lý Hạo đột nhiên thay đổi, đây lại là một yêu vương nữa, ngoài Long chủ ra, vậy mà yêu vương vạn sơn này còn mời thêm một con nữa thấy phong ba bình và lý hạo bị thương nặng yêu vương vạn sơn hóa thành sư tử khổng lồ bước đến từ hư không thấy vẻ mặt biến sắc của lý hạo hắn ta phát ra tiếng cười dữ tợn và sảng khoái để phòng ngừa các ngươi còn có cao thủ tọa trấn ta cố ý để hắn đến yểm trận nhưng bây giờ xem ra những lời vô nghĩa trước đó của các ngươi chỉ là giả vờ mà thôi so mưu kế với ta ngươi đừng sợ ta sẽ không giết ngươi dễ dàng đâu ta sẽ luyện hóa thần hồn của ngươi giam cầm ngươi trong một hà để ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong lòng lý hạo tràn ngập hàng ý lão yêu vương này quá thâm độc hắn đoán được đối phương đa nghi trầm ổn nhưng không ngờ lại mưu mô đến vậy trước đó để long chủ hiện thân mà đến phần lớn là cố ý làm tê liệt bọn họ khiến bọn họ lầm tưởng chỉ có ba người kết quả lại âm thầm để một con khác ẩn núp đường dây của hắn đã bị yêu vương vạn sơn phá hủy và tiêu diệt lúc đại chiến đã thu hẹp một phần hóa thành lực chiến đấu, dẫn đến không thể phát hiện ra con yêu vương đang ẩn núp này. Bốn con, để giết một thiên nhân cảnh như hắn, vậy mà lại phái ra nhiều yêu vương như vậy, căn bản không giống phản diện trong truyện, từng người chạy ra, để cho nhân vật chính đánh quái vật từng bước nâng cao thực lực. Đại yêu vạn năm này, ra tay chính là đòn sát thủ, không để lại cho hắn bất kỳ hy vọng và đường sống nào, giống như lúc đầu hắn mới 6 tuổi, đã bị yêu ma phái chu thiên cảnh ám sát, lần này trên lệch và nguy hiểm hơn nhiều so với lúc đầu. Ngươi mau đi đi, ta sẽ chặn chúng lại, phong ba bình kéo lý hạo, chắn trước mặt hắn, khuôn mặt già nua không còn hồng hào như thường ngày, có chút tái nhợt nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao, nhìn chầm chầm vào đối phương, con yêu vương kia tập kích ta, may mà ta tránh được, gần đây không thể có con thứ năm nữa. Lý Hạo nhìn cơ thể khô héo của hắn đứng trước mặt mình, lỗ máu to bằng nắm tay ở bụng của phong lão, xuyên thủng xương sườn, xé rách cả phần áo sau lưng. Nếu cao hơn một chút nữa thì đã trúng tim rồi, Lý Hạo chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đang run rẩy, gân xanh trên trán nổi lên, có cảm giác đau nhói và phát điên. Cùng nhau đi, Lý Hạo nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chầm chầm vào ba yêu vương trên bầu trời, có một loại xúc động muốn hủy diệt tất cả. Ta có thể nghịch thiên cải mệnh, tuyệt xứ phùng sinh, ngươi đừng lo cho ta ngươi đi trước đi phong ba bình không dám quay đầu lại chỉ nói một cách vội vàng trong giọng nói mang theo sự nghiêm túc không thể nghi ngờ lý hạo nghe vậy lại cắn chặt môi trong lòng như chảy máu hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay phong lão ngươi quên rồi sao năm sáu năm trước ngươi đã từng nói nếu ngươi có cơ hội nghịch thiên cải mệnh sẽ dùng cho ta lúc đó hắn vẫn là phế vật trong mắt người khác phong lão thả câu thuận miệng nói một câu lý hạo lại nhớ kỹ nhưng dường như phong lão đã quên nghe lời lý hạo nói cơ thể phong lão rung lên dường như sửng sốt một chút sau đó đột nhiên bùng phát một luồng lực lượng như cuồng phong bao phủ lấy lý hạo đẩy cơ thể hắn bay ra ngoài hay ta báo thù là được đi đi lần đầu tiên phong ba bình gầm lên với lý hạo hừ không ai thoát được còn muốn đi à yêu vương vạn sơn cười lạnh liếc mắt ra hiệu với vị cao thủ bên cạnh đồng thời trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn và kinh ngạc, lâu như vậy rồi mà vị cao thủ kia vẫn chưa giải quyết được tên tiểu tử này, mặc dù hắn đã nói để vị cao thủ kia đừng giết hắn ta, trước tiên hãy bắt sống, hắn muốn từ từ tra tấn tên tiểu súc sinh nhân tộc đáng chết này. Nhưng dường như vị cao thủ kia cũng chơi hơi quá đà. Hắc ô yêu vương không nói nhiều, chỉ cảm thấy xấu hổ và tức giận, khi Lý Hạo bay ra, hắn liền thi triển thần tốc đuổi theo. Phong Ba Bình với cơ thể già nua khô héo ngửa mặt lên trời gầm lên, huyết nhục như bành trướng, chỉ có điều ở lỗ máu dưới bụng, lại thấm ra nhiều máu hơn, nhụn đỏ chiếc áo rách rưới trên người. Hắn bay lên, muốn ngăn cản. Nhưng yêu vương vạn sơn và thanh niên áo bạc lại chấp thời cơ, đồng thời giết tới. Xa xa, Lý Hạo giơ tay lên xua tan luồng gió này, nhìn thấy cơ thể già nua của phong lão đơn độc đứng trước ba đại yêu vương, hắn trợn mắt, ngửa mặt lên trời gào lên tiếng thét lên bi thương và thảm thiết giờ phút này tiên lực trong cơ thể hắn đều được giải phóng lý hạo đã mở khóa xiềng xích và hạn chế trên cơ thể cực lực thu lấy sức mạnh của thiên địa khi nắm giữ lục địa tiên nhân cảnh hắn mượn lực lượng của thiên địa khi cảm nhận được sức mạnh mênh mông đó hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được nếu bản thân mượn quá nhiều sức mạnh của thiên địa bản thân cũng sẽ hòa nhập vào thiên địa Cơ thể hòa nhập với thiên địa càng nhiều, trở thành một phần của thiên địa càng sâu thì hắn có thể mượn được lực lượng càng mạnh, nhưng như vậy, cơ thể hắn cũng sẽ phân giải, hoàn toàn hòa nhập vào thiên địa, hoàn toàn mất đi bản ngã, trở thành một luồng lực lượng trong thiên địa. Có thể sau khi phân giải sẽ hóa thành núi sông, chim thú, thậm chí là một bông tuyết. Hòa làm một với thiên địa, đây là điều cấm kỵ mà Lý Hạo không dám bước ra, là cực hạn tất tử của lục địa tiên nhân cảnh. Nhưng lúc này, hắn lại bước ra một bước. Cơ thể hắn đang hấp thụ sức mạnh của thiên địa ở mức độ cực lớn, máu thịt toàn thân đều bị xé rách, thể tích tăng vọt, lực lượng cuồng bạo như cuồng phong, cuồn cuộn ập đến Lý Hạo. Thiên địa biến sắc, vạn vật như chết lặng. Một luồng uy áp to lớn vô biên, đột nhiên bao trùm tất cả, lúc này, ba yêu vương đang tập kích Phong Ba Bình đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Phong Ba Bình cũng hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năng lượng giữa thiên địa như thủy triều nhanh chóng tụ tập vào thiếu niên đang phát điên kia tóc đen của thiếu niên dựng đứng đôi mắt đỏ như máu lóe lên ánh sáng kinh người thân hình hắn tăng vọt như thể thần ma thời viễn cổ sống lại a a a lý hảo phát ra tiếng gầm rung chuyển cả thiên môn quan như đau đớn như tức giận và điên cuồng hắn giơ thanh kiếm trong tay lên khi ấy lòng tiêu kiếm thừa nhận sức mạnh của thiên địa hoàn toàn bị lý hảo kích phát ra kiếm uy chân chính thần kiếm như được giải phong tỏa ra thần quang chói lọi vạn trường lực lượng giữa thiên địa đều tụ tập vào thân kiếm ngưng tụ và cô động cuối cùng theo bước chân của thiếu niên một luồng kiếm uy mênh mông quét ngang thiên địa luân hồi kiếm uy khủng bố hóa thành một vòng xoáy như muốn nuốt chửng mọi thứ như hố đen cuồn cuộn tràn ra không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo lao về phía ba yêu vương phía sau vòng xoáy kiếm hồn long tiêu bay ra hóa thành chân long chói lọi một ngụm cắn lấy hắc ô yêu vương, thân hình cuốn quanh trong nháy mắt, trói chặt hắn lại. Tan nát cho ta, hắc ô yêu vương kinh hãi, liều mạng dãy dụa nhưng huyết mạch trong cơ thể lại có một loại cảm giác kính sợ và run rẩy đối với chân long cuốn quanh trên người. Nó tức giận dãy dụa, nhìn thấy kiếm ảnh tựa như hố đen lao tới nuốt chửng, có một loại cảm giác tử vong bao trùm. Nhiếp huynh, giúp ta, nó bất chấp tôn nghiêm của yêu vương, vội vàng gào lên. Yêu Vương Vạn Sơn không cần nó nói, cơ thể cũng đã bước ra, hắn kinh ngạc trước uy thế khủng bố của thiếu niên nhưng cơ thể không dừng lại, gào thét vỗ ra mấy chưởng ấn, chưởng ấn chồng lên nhau, như một bàn tay ma quỷ, vỗ về phía kiếm ảnh. Đùng một tiếng, thiên địa nổ tung, kiếm ảnh luân hồi phát ra tiếng gầm rú, bàn tay ma quỷ ẩn chứa uy thế khủng bố nhưng lòng bàn tay liên tục bị ma sát, cuối cùng nổ tung. Yêu Vương Vạn Sơn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể ngược chảy trong mắt kinh hải. Mà kiếm ảnh hố đen luân hồi bị bàn tay ma quỷ này chấn động, cũng có dấu hiệu dao động và tan rã, sau đó đột nhiên tự động phân liệt, hóa thành vô số kiếm ảnh, như du long bắn ra ngoài. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, toàn thân Hắc Ô yêu vương gánh chịu vô số kiếm khí tẩy lễ xối xả. Những kiếm khí này như mưa rơi, bắn ra từng vết thương xuyên thủng trên đôi cánh của nó nhưng sát thương gây ra không lớn. Tuy nhiên trong số đó có một kiếm khí nhỏ bé không đáng kể, lại theo một lỗ hổng trên cánh chim, bắn vào cơ thể Hắc Ô Yêu Vương, trong nháy mắt, đồng tử Hắc Ô Yêu Vương đột nhiên co lại. Nó chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như đột nhiên bị rút ra, thậm chí có cảm giác không dùng được sức. Lực lượng, thần hồn, ý chí trong cơ thể đều đang nhanh chóng suy yếu và tiêu vong. Đây là tình huống gì, nó không tin nổi, trợn tròn mắt. Sau đó, thân hình to lớn lại thẳng tắp rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Trong mắt chim vẫn mang vẻ khó tin nhưng ánh sáng nhanh chóng tối đi, hơi thở sự sống trên người cũng nhanh chóng suy yếu, đã chết. Cảnh tượng này khiến yêu vương vạn sơn vừa thở dốc ở bên cạnh ngây người, thanh niên áo bạc chuẩn bị ra tay cũng ngẩn ngơ. Ngay sau đó, bọn họ đều trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn hắc ô yêu vương chết ngay tại chỗ. Thật sự, chết rồi sao? Vừa rồi tư thế đáng sợ nhất của kiếm chiêu đó, đã bị yêu vương vạn sơn dùng toàn lực chặn lại đánh tan nó chỉ còn lại dư uy kiếm vũ bọn họ có thể cảm nhận được sức sát thương ẩn chứa trong kiếm khí đó không mạnh nhưng chính là như vậy lại thật sự giết chết hắn ta sao yêu vương vạn sơn và thanh niên áo bạc đều kinh hoàng quay đầu nhìn thiếu niên đang bước tới thân hình như thần ma hùng vĩ băng liệt kia dường như đã thi triển một loại bí pháp nào đó hơi thở lộ ra vô cùng đáng sợ bọn họ như cảm thấy thiếu niên mang theo cả thiên địa phía sau áp bức về phía bọn họ chỉ là thiên nhân cảnh sao lại có uy thế như này bọn họ không hiểu mọi thứ trước mắt quá quỷ dị lúc này lý hạo đã giơ tay lên gào thét vung ra một kiếm thứ hai uy thế của kiếm này còn hơn cả vừa rồi như cánh cửa địa ngục mở ra kiếm ảnh như rồng lao về phía yêu vương vạn sơn sắc mặt yêu vương vạn sơn đột nhiên thay đổi vì thế và công kích đó lại còn có thể sử dụng lần thứ hai hắn không thể tưởng tượng được đó là bí pháp như thế nào mà có thể nâng thiên nhân cảnh lên đến trình độ như vậy hắn tức giận gào thét vỗ ra ma thủ lần nữa va chạm với kiếm ảnh luân hồi kia kiếm ảnh tan rã sau đó cùng với kiếm hồn long tiêu dết về phía yêu vương vạn sơn yêu vương vạn sơn chợt lóe linh quang có một loại hơi thở tử vong khiến lông tóc dựng đứng bao phủ tới hắn sợ hãi đột nhiên co rúng người lại, quay người bỏ chạy. Đi, hắn không cứng rắn đón nhận kiếm vũ quỷ dị này, mà lựa chọn trốn thoát. Cái chết của hắc ô yêu vương vừa rồi quá quỷ dị, nhìn thấy cảnh tượng giống như vậy, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù từ những kiếm vũ đó, hắn không cảm nhận được uy lực lớn bao nhiêu nhưng chính vì thế, hắn mới thấy quỷ dị, bên cạnh, thanh niên áo bạc thấy vậy, cũng hơi biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng rút lui kiếm ảnh luân hồi đuổi theo nhưng tốc độ trốn thoát của bọn họ rất nhanh lý hạo chỉ có thể phân giải kiếm ảnh luân hồi hóa thành vô số kiếm quan bắn ra ngoài tốc độ tuy tăng lên nhưng vẫn không đủ nhanh không đuổi kịp trong nháy mắt hai đại yêu đã rút lui ra khỏi thiên môn quan cùng lúc đó từ xa truyền đến một tiếng chấn động dữ dội dường như là nơi long chủ và tống thu mặt giao chiến lý hạo nhìn thấy hai đại yêu trước khi đi tiện tay đánh lén tống thu mặt khiến nàng bị thương nặng, long chủ còn đang ngẩn người, yêu vương vạn sơn đã gọi hắn rút lui. lý hạo cầm kiếm đuổi theo ra khỏi thiên môn quan, ba yêu vương đã chạy trốn đến nơi cách xa trăm dặm, biến mất ở phương xa. lý hạo vội vàng chạy đến bên tống thu mặt, thấy trên chiếc váy màu xanh lam của nàng toàn là máu, xương bả vai sau lưng có mấy vết cào rất sâu, lúc này hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt nhưng đang tự cầm máu, ổn định vết thương, dường như không còn lo ngại đến tính mạng ngươi đây là thấy lý hạo như thân thể thần ma bước đến tống thu mặt giật mình cố gắng ổn định hơi thở vội vàng hỏi là bí pháp gì vậy mặc dù hỏi như vậy nhưng nàng chưa từng thấy bí pháp nào có thể gây ra sự thay đổi thế này hơn nữa hơi thở mà lý hạo tỏa ra lúc này ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút áp bức dường như cả bầu trời trên đầu đều sẽ theo cử động của lý hạo mà trấn áp xuống thấy tống thu mặt không sao cơn thịnh nộ và sát ý trong lòng Lý Hạo mới hơi kiềm chế được, mà lời nói của Tống Thu Mặc cũng nhắc nhở hắn, hắn vội vàng thu liễm lực lượng, khống chế luồng tiên khí đó không còn mượn lực lượng của thiên địa nữa. Nhưng nói thì dễ, thân thể trước đó của hắn đã liên tục băng liệt hư hỏng, lúc này toàn lực ngăn chặn sự truyền vào của lực lượng thiên địa nhưng lỗ chân lông như đã bị vỡ, thân thể giống như cánh cửa mở toang, không thể khép lại được, Lý Hạo ngồi xổm xuống, nghiến chặt răng, hai mắt đỏ ngầu, biết rằng nếu mình không thể khống chế được thì điều chờ đợi mình sẽ là hoàn toàn phân giải tiêu vong, hóa thành một cơn gió giữa thiên địa này, hắn không muốn chết. Nhưng nỗi thống khổ băng liệt và xé rách, truyền đến từ khắp cơ thể. Lực lượng vô tận của thiên địa như muốn bóp nát xương cốt của hắn, bóp nát thân thể của hắn, nghiền nát ngũ tạng lục phủ, toàn thân máu thịt, cuối cùng hòa làm một với thiên địa, a a a, Lý Hạo gào thét như một con thú hoang, dây thanh quản đã bị xé rách, tiếng kêu bi thương đau đớn như tiếng khóc ra máu tống thu mặt nhận ra trạng thái của lý hạo lúc này cực kỳ không ổn vô cùng nguy hiểm khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của nàng lộ ra vẻ căng thẳng vội vàng nói ta có thể giúp gì cho ngươi không nhưng lúc này lý hạo đã không nói nên lời tống thu mặt thấy vậy chỉ có thể thử điều khiển lực lượng của mình hóa thành màn nước mềm mại bao bọc lấy lý hạo cố gắng chữa lành và làm chậm xu hướng băng liệt sụp đổ của cơ thể lý hạo nhưng khi màn nước sâu mềm mại có lực lượng chữa lành này chạm vào cơ thể Lý Hạo, tốc độ sụp đổ của cơ thể Lý Hạo lại càng nhanh hơn. Lúc này hắn đang ở trạng thái cực kỳ sung mãn, hấp thụ càng nhiều lực lượng thì tốc độ tiêu vong của cơ thể càng nhanh. Phong Ba Bình lê thân mình chạy đến, thấy cảnh này, hắn sửng sốt một chút nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó, nhanh lên, ngăn cách phương trời này, phản ứng của Tống Thu Mặc cũng rất nhanh, khi thấy lực lượng của mình vô dụng ngược lại còn làm tăng thêm nỗi đau của lý hạo nàng nhanh chóng thu hồi lực lượng khi thu hồi nàng kinh hoàng nhận ra rằng lực lượng của mình đã bị lý hạo hấp thụ một cách thô bạo và mạnh mẽ giờ phút này trong tiếng hét của phong ba bình nàng nhanh chóng thu liễm tâm thần hít một hơi thật sâu chuyển hóa một phần lực lượng dùng để chữa lành bản thân ra cùng phong ba bình liên thủ hóa thành một kết giới lòng giam phong tỏa lý hạo bên trong nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha